nằm cạnh Quốc Tử Giám là phố Sinh từ xưa và nay là phố Nguyễn Khuyến. Dù chỉ dài hơn nửa cây số, nhưng con phố này lại có những công trình mang đậm dấu tích lịch sử và kiến trúc Pháp. Cách đây hơn 100 năm, người Pháp đã cho xây dựng một trường nam sinh tại đây. Người dân vẫn quen gọi đó là trường Sinh Từ. Bên cạnh việc xây dựng các công trình phục vụ cho chính trị và kinh tế, một hệ thống các trường học cũng được người Pháp xây dựng tại Hà Nội, đánh dấu sự du nhập của nền giáo dục phương Tây vào Việt Nam. Cụm trường học trên phố Sinh Từ là một trong số những ngôi trường được xây dựng sớm nhất thời Pháp thuộc. Ngay từ đầu thế kỷ 20, chính quyền bảo hộ đã có ý định quy hoạch khu Sinh Từ thành một cụm trường học. Nhiều tài liệu hành chính cũng như tài liệu kỹ thuật liên quan đến cụm công trình này hiện vẫn còn được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1. Ngày 26 tháng 5 năm 1910, quyền thống sứ Bắc Kỳ Simoni đã ban hành Nghị định số 821 về việc nhượng lại công sản cấp sứ thừa đất số 144, khu K, có diện tích 904m2 để phục vụ sở học chính. Tuy nhiên, thửa đất này lại quá nhỏ so với quy mô của một trường học với 200 học sinh, được dự kiến xây dựng với kinh phí khoảng 12.000 đồng. Do vậy, ngày 5 tháng 8 năm 1915, Công sản Hà Nội tiếp tục chuyển nhượng cho Công sản cấp xứ thửa đất số 145 có diện tích 2.000m2 để thực hiện dự án trên theo Nghị định số 1473 của quyền thống sứ Lơ Ga Lăng. Ông Phạm Văn Thảo là người trúng thầu công trình. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến ngày 10 tháng 3 năm 1916, thửa đất mới chính thức được bàn giao cho nhà thầu. Mặt khác, trong năm tài khóa 1916 lại không có bất kỳ khoản kinh phí dự trù nào cho việc thi công công trình này. Do đó, việc thực hiện công trình đã bị dang dở. Ngày 9 tháng 10 năm 1917, phiên đấu thầu công trình xây dựng trường Sinh Từ cho 200 học sinh được mở lại. Ông Nam Sinh ở Hải Phòng là người trúng thầu với hợp đồng trị giá 10.559 đồng. Công trình được nghiệm thu vĩnh viễn vào ngày 2 tháng 8 năm 1919. Đến năm 1920, Thống sứ Bắc Kỳ thông qua dự án xây dựng một ngôi trường mới với 600 học sinh và khu vệ sinh gồm 6 buồng tại cụm trường học phố Sinh Từ. Ông Vecne là người trúng thầu với kinh phí là 58.300 đồng. Riêng phần quét vôi làm cửa kính toàn bộ trường học và khu vệ sinh do ông Phạm Văn Mẫn đảm nhiệm với số tiền là 2.457 đồng. Công trình chính thức được nghiệm thu vào ngày 26 tháng 1 năm 1923. Sau đó công trình tiếp tục được tôn tạo thêm. Tham gia xây dựng còn có các ông Cao Mau Sen và Nguyễn Huy Canh, người trúng gói thầu xây tường bao với các hợp đồng lần lượt trị giá khoảng 2.423 đồng vào năm 1922 và 1.242 đồng vào năm 1926. Trường Sinh Từ lúc đó còn có tên gọi là Pierre Pasquier, được đặt theo tên của một toàn quyền Đông Dương. Ban đầu, trường chỉ có một dãy phòng học 2 tầng xây dựng theo kiến trúc Pháp với cầu thang bằng gỗ lim và rất nhiều cây xà cừ cổ thụ trong sân. Khi mới thành lập, trường Sinh Từ vốn chỉ dành cho nam sinh. Hiệu trưởng thời kỳ đầu tiên là ông Balicourt. Sau khi tiếp quản thủ đô, trường được đổi tên thành trường cấp 1, cấp 2 Lý Thường Kiệt vào năm 1959. Đến năm 1994, hai trường cấp 1 và cấp 2 được chia tách riêng, trở thành trường tiểu học Lý Thường Kiệt và trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt. Hai tên gọi này vẫn được giữ cho đến ngày nay. Sau hơn 100 năm tồn tại, hai ngôi trường vẫn còn giữ được nét cổ kính và duyên dáng, theo lối kiến trúc Pháp giữa lòng thủ đô. Đều là những ngôi trường đã tồn tại qua nhiều thập kỷ, là nơi cất giữ ký ức của nhiều thế hệ học trò Hà Nội.